Nghe đó bạn ơi, bạn bạn hết Em nghe. nghe hai ba lần rồi đó, nhưng mà Em vẫn chưa bắt được cái nhịp luôn. rồi hát lại nè. Không, em biết được cái câu là có lên cái gì đó. Nói chung em biết cái gì mà ơi em quên rồi, quên lời rồi. Alo, có Nói chung nghe trong cái không? Có ai nhắc nghe lại không? nữa. Bên bển có ai nghe tôi không? Alo, alo. Ủa thầy có đang nói không nha mọi người? Rồi Bảo Ngọc thoát chạy ra đi. Thoát ra vô trở lại. Rồi, thầy đã bị tắt tiếng rồi. Alo, alo, bạn nghe chưa? Ok, rồi. Ok. Rồi, Bảo Ngọc tập lại đi, có mấy cái đoạn đó nghe nó bị kỳ kỳ sao á. Nãy dưới chạy lên nghe được khúc, nghe thấy nó kỳ kỳ, điệp khúc nó kỳ. À. Rồi rồi giờ giờ nghe bạn Bảo Ngọc tập cái đoạn 1 rồi hồi quý vị chuẩn bị ha. Quý vị tập lại cái đoạn đầu tiên. À, tập cho bản này đang đi thi, hồi hồi tập thêm một cái một vài bản về dòng sông nữa cho đi thi. Rồi mời Bảo Ngọc. 10 năm xưa đứng 2 3. Thi đâu kìa, tiếng tiếng nó hỏi thi đâu à. Cái chương trình của cô Tiền chia sẻ đó, chương trình gì đó nó kiếm mà Bảo Ngọc nó chỉ cho. Alo Bảo Ngọc ơi, nghe không? Bắt đầu ơi. Rồi tới Bảo Ngọc câm. Xin lỗi nha, tắt mic. Trời ơi, tắt mic mà hát quyết liệt không. Rồi bắt Nào đầu. hát nha. 10 năm xưa đứng bên bờ dầu. 2 3. 10 năm xưa đứng bên bờ dầu, đường xanh hoa muối bay rì rào, có người lòng như khăn mới theo. 10 năm sau áo bay đường chiều, tàn chân trong phố xa lạ nhiều, có người như nắng qua đèo. Cái chỗ có người này, hai cái chỗ có người này nữa, ca nói sao ấy, hai chỗ có người này nó bị không ổn. Tập lại hai chỗ Sao có vậy người. thầy? Ờ, lại 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 tới chỗ câu có người để tôi biết coi nó bị cái gì vậy. Rồi 10 năm xưa đứng bên bờ dầu. 2 3. 10 năm xưa Đứng đứng bên bên bờ bờ dầu, dầu, đường đường xanh xanh hoa hoa muối muối bay bay rì rì rào, rào, có có người người sai. lòng Hay có người sai. Sai luôn. là khổ Có đi. người lòng như khăn mới theo. 10 năm sau bay đường chiều, bàn Sao chân bàn chân trong trong phố phố xa xa lạ lạ nhiều, có người lòng như có nắng người qua đèo. Không được rồi, mở lại như mở lại, nghe nghe bà Ly hát đi. Chỗ có người này không ổn rồi.
em biết Sợ thôi, hãi quá. thi nào thi là ghi ghi video á, ghi hình hay ghi âm gì đó, cái cover đó để mà gửi đi thi á. Trần Tiến hồi lụm bài nè, Trần Tiến muốn hát bài nào về dòng sông. Trần Tiến không biết có bài nào dòng sông không ta, không biết, ít chơi với Trần Tiến cho nên không biết. Xỉu không? Rồi giờ tới tới ai vậy ta? Tân có biết bản này không Tân? Thôi anh Tấn đã mất rồi. Alo, cô kiếm cho mình. Ừ, sao? Tới Tân rồi. Mày đi có hát thì ai sẽ hát được. Hả? Không nghe thôi, mày này hát được rồi hả ơi. Hát không Mọi được, người hát không chúc được mới mới tập nè. Chút xíu nữa là con quay trở lại ăn trả bài vọng cổ á. Bài vọng cổ thì chưa hổm chưa được á. Rồi. Yeah. Giờ tập đi, giờ tập đi, hát thử nghe chơi cái cười. Nó sai chỗ nào không biết, nó sửa cái chỗ đó, lại tập lại chỗ thôi. Giống như Bổ Ngọc này nó hát hay sai chỗ này nè. Mười năm xưa đứng bên bờ dầu, đường xanh hoa muối bay rì rào, có người lòng như khăn mới theo. Đó. Mười năm xưa đứng bên bờ dầu, mười năm xưa đứng bên bờ dầu, đường xanh hoa muối bay rì rào, có người lòng như khăn mới theo. Mười năm sáo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa là nhiều, có người lòng như nắng qua đèo. Tộc người dòng sông xưa đã phai đã lên đến biển khơi. Đó, cái nhịp nó có vậy nó hết bài á. Bài này thì cũng nhịp thì không hay lắm nhưng mà lời nội dung thì hay. Rồi giờ đó là Tân nghe cả cái lời rồi, nghe lần lần rồi giờ chuẩn bị nghe hồi nữa là quay lại vòng 2 là tự hát nguyên bài á. Hát hỏi hát dở không sao hết trơn á, hát dở mình mới hát hay được. Cứ tập từ từ, đừng sợ lúc nào hát vô cũng đòi hay không là sao được. Hát giữ hơi tập hơi nhưng mà chịu thuyết trình cho nó êm êm lên xíu, giữ hơi nha. Rồi cái đoạn đầu nãy đó nghe đó là được chưa Tân ơi? 10 năm đó Vậy nha. Tập nha, bên bản tập nha. Tới Trần Tiến nè, Tiến ơi, nghe nói nay đổi láp mới đồ im quá rồi. Thì tập rồi cho nó im cái coi. dạ Rồi mời con. 10 năm xưa đứng bên bờ dầu, đường xanh hoa muối bay rì rào, có người lòng như khăn mới theo. Làm lại nè, ba câu đầu. Hai vô. mười 10 năm xưa đứng bên tôi hai bờ dầu. Hai ba. mười năm Xưa xưa đứng đứng bên bên bờ bờ dầu, dầu đường đường xanh xanh hoa muối hoa bay muối rì bông rào, thì ra có có người người lòng như lòng khăn như mới theo. sao Lặp lại y hệt vậy. 10 năm sáo bay đường chiều, mười mười năm năm sáo sao bay lão bay bay đường đường chiều, chiều bàn bàn chân chân trong phố trong xa phố là xa nhiều, là có có người người lòng lòng như như nắng nắng qua qua đèo. Ok, đèo được rồi đó, hát lại lần này, lại lại nguyên đoạn này. mười năm xưa đứng bên bờ dầu, đường xanh hoa muối bay rì rào, có người lòng Lòng như như khăn khăn mới mới theo. theo. Mười Mười năm năm sáo bay đường sáo bay chiều, đường chiều, bàn bàn chân chân trong phố trong xa phố là xa nhiều, là nhiều, có có người người lòng lòng như như nắng nắng qua qua đèo. đèo. Chỉ có cái chỗ có người là chưa được thôi, giống như chị Ngọc hồi nãy, có người chưa được, chút xíu có người được lại à. Rồi, chị ổn hay nè, cái giọng này được nè.
cái giọng ồ ồ này êm nè. Quý Minh ơi, con đâu rồi? Giật tiếng Con con đang nghe. ở trên đường. À, đang bị đau họng hả? Sao cái gì mà nó ồ dữ vậy con? Dạ hồi trước cái quạt nó Trời quạt nó ơi, thôi né cái quạt ra, không có nghe tiếng con, nghe tiếng quạt không hà. Con thế luôn nha. Ủa, ok. Rồi này bà, thanh thoát véo von trên vườn cây nè. Rồi, nãy giờ có nghe được cái nhịp chưa? Khi mà tắt cái mi gọi bà thì cứ hát thoải mái đi nghe, tập cho nhớ nhịp nha. 10 năm xưa đứng bên bờ dầu, đường xanh hoa muối bay rì rào. Quá trời ồn ơi. Rồi hát lại coi. 10 năm xưa đứng bên bờ dầu, đường hoa đường không không xanh hoa muối bay hoa muối cười gì đâu, có người lòng như khăng mới theo. mười 10 năm năm gió bay sau đường chiều, đường chiều bàn chân trong phố xa lạ nhiều, có người lòng như lòng nắng như nắng hoa hoa đẹp. Rồi hát mình lại coi 6 câu này mười năm xưa đứng lên bờ dầu. Ủa không lộn đúng không rồi. không, cái giọng con nó đang hạn á thầy thầy À. nói Ừ, làm lại coi. mười năm xưa đứng bên bờ dầu, đường xanh hoa muối bay rì rào, có người như khăn mới thôi. Ủa Rồi câu đó sang nguyên câu rồi, làm tiếp đi con. không chị chữ À, mình còn nói nữa. mười năm sau bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều, có lòng như nắng hoa đèo. Ừ, câu dưới này đỡ hơn xíu rồi đó. Tập đi, rồi ha, bây giờ tắt mic ở bản là tập nghe, hát quyết liệt nha. Hát quyết liệt cho quen. À. Rồi, Bảo Ngọc đâu rồi ta? Bảo Ngọc nó trở lại chưa ta? Ủa, nào không thấy béo ta? Béo đâu rồi? Ôi, béo bữa nay mất tiêu rồi. Rồi, tới tới Bảo Ngọc hát lại con ơi. Ủa, Bảo Ngọc ơi. Bảo Ngọc à. Rồi hát đi, hát đi. Hát 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 lại ha, hát nguyên bài nha. Mười năm xưa đứng bên bờ dầu, đường xanh hoa muối bay rì rào, Có có người người lòng như khăn mới theo. Mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều, có người xuống lòng như nắng qua đèo. vô luôn Tông tông người tông tông người giờ bỏ chữ khoan như đi, dư chữ như tông người dòng dòng sông sông dưới dưới đá đá phai phai đã đã lên lên đến đến biển biển khơi. Có có lần lần bàn bàn chân chân qua qua phố phố thấy thấy người, người sống sông lao lao sao sao bờ người có. tôi. Đúng. Mười mười năm năm chân chân bước bước trên trên đường đường dài, dài lầm lầm nhau nhau không không nói nói không không nụ nụ cười cười chúa chúa tình tình dường dường như như hiểu hiểu hão hão bay. bay. Mười năm đi gió khi dần đôi nhìn nhau ôi cũng như mọi người, có một dòng sông đã qua đưa đời. Ừ, nó vẫn có, nó chưa có im lắm chỗ có một có người
đỡ hơn xíu rồi đó. Có người lòng như không mối theo, mười năm gió bay đường chiều ngang. Trời ơi, cao quá vậy. Cao, tại giờ có bắt cao, giờ thư xuống xíu đi. Để ai kêu hát giọng thánh thót gì. Ủa em thấy là tông tông không cao luôn á, nó không cao với em luôn á. Rồi giờ là lại cái nữa coi, nghe lại lại 6 câu đầu coi. À, thử nói lên xíu nữa rồi, lên thêm quãng nữa rồi, thêm quãng nữa nghe ghê. Mười năm xưa đứng bên bờ sâu, đường xanh hoa mới bay rì rào. Có người lòng như khát mơ theo, mười năm gió bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều. Có người lòng như nước hoa đẹp, Tiếp luôn. tông ngựa tại nó bị tự nhiên cái nó bị là tông. Trời ơi đang được đó, còn hát cái tầm đó đi. À, tới cái Tông quãng ở trên đó con hát được cái chỗ chữ có người đó. à, Ừ. tông người Dòng à, sông tông xoay đã người phai, dòng sông xoay đã phai, đã lên đến biển khơi. Có lần bàn chân của phố thay người, sóng lấp sao bờ tôi. Good, good, good. Mười năm chân bước trên đường dài gặp giá. Xíu. Ngọc tiếng nhạc kìa. Chế Ngọc chưa xin bản quyền. Muốn xỉu chưa? Nó dạ. Đấy, chỗ Ngọc hát được rồi, hát Ngọc lên cao là hát được rồi đấy. Giờ tới quý vị nào thử nè. Đạm cái thầy ơi, Ok em ok đi. đi làm đi, hát được rồi đó, hát cái với Dạ. cái tầm đó, cái quãng đó hát được rồi. Ok bye bye, đợi em cái. Ngọc chế nhạc. Rồi giờ tới tiếng này thì tập cho tiếng lại một cái nữa. Giờ tiếng gán mình cao lên xíu nha. Con sử dụng cái giọng quãng rộng của con đó. khòn 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 của con đó. Phải có học trực tiếp và chỉ cho. Nhớ nha, để cho cái âm thanh nó vang ở trong cổ họng ra xíu nha. Cho nó tròn lại chứ không hồi nó bị méo. Rồi thêm lấy thêm hơi, lấy hơi giữ giữ trong cái bụng đẩy lên. Bây giờ a coi, mà từ a mà qua á qua ớ hết trơn coi, mà cho nó cao lên tút tới trên luôn rồi, mà giữ vẫn giữ cái giọng của con Ủa là sao thầy? là Không con hiểu. a đó. Thầy thử đi. Giữ cái giọng của con nha, tại vì cái giọng của con nó hơi ồ ồ đó, giữ cái giọng đó, đừng có bắt chước chị Ngọc nha, bắt chước chị Ngọc là mất cái giọng luôn á. Chị Ngọc hát giọng nó rất là thánh thót vén von. Rồi giữ cái giọng của con, bắt đầu hát nghe 6 câu đầu rồi. Mười năm xưa đứng bên bờ dâu, đường xanh hoa muối bay rì rào. Có người lòng như khăng mới theo. 2 3 Mười năm xưa đứng bên bờ dâu, đường xanh hoa muối bay rì rào. Có người lòng như khăng mới theo. Mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều. Có người lòng như nắng hoa đào. Có 2 chỗ phải để ý.
cái chỗ thứ nhất là thiếu hơi, thiếu hơi cho nên thành ra mấy cái chỗ mà nó hơi luyến xíu, không đủ hơi luyến. Cái thứ hai là để ý cái cách nhả chữ. Mỗi một cái chữ như vậy nó có cái yếu tố đặc biệt của nó, cho nên á, là khi mình phát âm ra mình để ý mỗi một chữ luôn, chứ không phải chỉ có là đi theo đúng cái nhịp rồi cái chữ cuối hơi luyến một xíu thì nó không phải ha. Mình để ý từng chữ luôn và mình sẽ tạo ra cái riêng của mình trong cái cách nhả chữ, nhấn nhá từng chữ một, giống như hồi nãy chị Bông Ngọc chị hát vậy đó, là mỗi một cái chữ chỉ đều có sự nhấn nhá riêng. 10 năm xưa đứng bên bờ dâu thì mỗi một cái chữ mình đều để ý, mình để cái riêng của mình vô trọng, được chưa? Thì cái này á, tự con sẽ làm cho con có cái riêng của con. Đường xanh hoa muối bay rì rào, mỗi một cái chữ nó đều có một cái điểm riêng của mình chậm ha, nhớ cho nó tròn cái chữ, đừng có vội qua rồi mất tiêu chữ nào luôn. Vậy thì nó không có hay. Để ý tới từng chữ, mình chú ý vào từng chữ, chứ đừng có lo chú ý cái giai điệu xong mình quên cái chữ rồi. Tập hơi nghe, bụng bự là phải hơi nhiều nha, giữ hơi. Ủa Em đã quay trở lại rồi thầy. ừ, ok. Ồ, tiếng Sao ca nghe cũng nó rất chê là chê. ổn nè. Bây giờ để ý lại ha, ca lại ba câu đầu thầy nghe tiếng mà giữ hơi nhiều lên xíu, còn luyến mà nó càng dài càng tốt, mặc không có cần đúng nhịp luôn cũng được nữa. Làm lại. 10 năm xưa đứng bên bờ dâu, đường xanh hoa muối bay rì rào, có người lòng như khăn mới theo. Dài à, đang mình tập cái hơi thiếu hơi quá. Lại ơi, gán hơi, gán lấy hơi. 10 năm, 2, 3. 10 năm xưa đứng bên bờ dâu, Good. đường xanh hoa muối bay rì rào, Ừ. có người lòng như khăn mãi theo. Ủa trời, không được, cải thiện quá tuyệt vời. Rồi cái chỗ đó thì mới chỉ thêm cái, bởi vì cái bài này nó ngắn quá, chưa có cái gì đặc biệt để mà mình chú ý cái chỗ mà mình lấy lén hơi, lấy hơi lén. Ví dụ như chỗ mà 10 có người cái mình ngưng cái đó là lấy hơi lén đó, lòng như khăn mới theo, là nguyên đoạn sau đó mình có hơi để mình hát dài. Nếu cái người nào mà ta hơi dài người ta hát luôn, không có ngừng cái chỗ đó, không có lấy hơi thì nó tạo ra cái riêng của người ta nữa. Đấy, cho nên á, khi mà mình đã quen rồi cái hơi mình dài rồi đó, mình có thể thay đổi cái cách lấy hơi trong một câu, nó tạo ra cái nét đặc biệt. Rồi tập nha, tập nha, tập nha. Hồi nãy hát ba câu đó là rất là chuẩn rồi đó, mấy cái câu kia cứ tập như vậy là được. Rồi cảm ơn Tiến, tập đi. Giờ tới tiếp ai 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 muốn hát này? Khánh Toàn, nay có Khánh Toàn không? Dạ có. Ok, giờ thử rồi. Bài lạ ha. Mười năm xưa đứng bên bờ dâu, 10 năm xưa đứng bên bờ dâu, Mười 10 năm xưa đứng bên bờ năm dâu, đường xưa xanh hoa đứng muối bay rì rào, bên bờ có dâu, đường người lòng như xanh hoa khăn mới muối theo. Gửi tiếp. 10 năm bay rì rào, áo lòng như khăn mới bay theo. Đường đường chiều, xanh hoa bàn chân khăn trong phố mới theo. xa là nhiều, có Sao người lòng như như nắng hoa đeo. Tiếp luôn. nắng Tóc người hoa dòng sông đeo, xưa người ấy đã dòng sông phai, ấy đã đã lên lên đến biển khơi. đến Có lần biển bàn chân khơi, qua phố thấy người bàn dòng lao chân sao bờ qua tôi. phố thấy người 10 năm người con chân bước trên đường dài, gặp nhau không nói không lùi chỗ tình.
như những bay. Mười năm khi phố khi vùng đôi nhìn nhau ấy cũng như mọi người họ ngồi dòng sông đã qua đời. Ô, ok, xịn quá nè. Có tập trước không? Dạ nãy giờ con có nghe. Ok, được rồi đấy. Cứ giữ cái nhịp đó rồi kiếm cái điểm riêng cho mình. Kiếm cái điểm riêng nó quan trọng ấy. Rồi, ổn nè, ổn quá nè. Hồi nãy bạn Tân là chưa ổn lắm á nha. Toàn là ổn hơn rồi đó. Rồi quay trở lại với bạn Bảo Ngọc coi. Bạn Bảo Ngọc là hồi nãy bị lủng giữa chừng đúng không? Giờ bằng lại ơi. Cao như nãy là con hát được đấy, là con không có bị bị fail cái chỗ có người. Đầy xăng rồi. Chắc hết xăng đó. Mệt mà dữ, đừng nít như mệt. Em là em lên tới đây. Rồi, rồi hát thôi này. Mời. Mười năm. Xin lỗi nha. Mười năm xưa đứng bên bờ dậu, đường xanh hoa muối bay rì rào, có người lòng như khăn mãi theo. Mười năm sau bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều, có người lòng như nắng qua đêm. Tóc người dòng sông suối đã vơi, đã lên đến biển khơi. Có lần bàn chân qua phố cây người, sóng lao sao bờ tôi. Mười năm chân bước trên đường dài, gặp nhau không nói không nụ cười. Chú ông chú lỡ tất cả mọi người, em sẽ hát lại lần này nhá. Mười năm, hai, ba. Mười năm chân bước trên đường dài, gặp nhau không nói không nụ cười. Chú tình dường như hiu hắt bay. Mười năm khi phố khi vùng đồi nhìn nhau ôi cũng như mọi người có. Rớt cả. Có. Trời ơi đang hay à. Bực bội. Nãy giờ cho được cho tới đây hết được. lại đây tí. Lại đoạn này ơi. Ok. Mười năm chân bước trên đường dài, gặp nhau không nói không nụ cười. Chúa bật nghe chọc nha. Chọc thiệt chứ à. Đừng có hồi hộp. Hai ba. Mười năm chân bước trên đường dài, gặp nhau không nói không nụ cười. Chúa tình dường như hiu bay. Mười năm khi phố khi vùng đồi nhìn nhau ôi cũng như mọi người có một dòng sông đã qua đời. Chỉ có lỗi còn có xíu này thôi nè, tập nữa là rất là ok rồi đó. Có một dòng sông đã qua đời. Trời ơi, 8 tháng 8 là hết hạn nộp bài đó thầy. Trời ơi. Trời đất ơi. 8 tháng 8 hạn nộp bài, 8 tháng 8 có tiền gửi em. Thì có gì đâu mà hát thì thôi mà. Giao lưu đại diện. Giao lưu đó không cần giải hả? Tập chủ yếu là giữ cái hơi, cái cấp này ổn rồi đó. Có biết cái luyến lái và để ý trong từng chữ. Cái đó là tiếng để ý nãy thì nói đó. Cái chỗ mà chị Ngọc hát đó, mỗi một chữ đều có cái sự để ý luyến láy ở trong một chữ. Cái nghệ thuật nó nằm ở mỗi một chữ chứ không phải chỉ là một câu hay một nhịp. Đấy,
để ý cái đó là cái phải học á. Làm được như vậy thì rất là hay. Ok, tiếp theo, Quốc có muốn hát không? Quốc thử không Quốc ơi? Dạ thử luôn thầy. Ok, ơi. Vô. Vô. Rồi, đợi em tí nha. Ừ à. Rồi, hát nha. Ok. Mười năm xưa đứng bên bờ sâu, đường xanh hoa muối bay gì sao, có người lòng như khăn mới theo. Mười năm sau tay đường chiều, bàn chân trong phố xa là nhiều, có người lòng như nắng qua đều. Tiếp luôn. Sao lại bí? Tộc người, giống như có người đó. Tộc người, dòng sông xưa đã phai, đã lên đến biển khơi. Hơi dài xíu. Tộc người, dòng sông xưa ấy đã phai, đã lên đến biển khơi. Có lần bàn chân qua phố thấy người, sống lao sao sống lao sao lặp lại tiếp. Mười năm chân đứng trên đường dài, gặp nhau không nói nên nụ cười, chung tình dường như hiu hắt bay. Mười năm khi phố khi vùng đồi, nhìn nhau ôi cũng như mọi người, có một dòng sông đã qua đời. Ok, ồ được quá nè, em quá nè, có biết bài này trước không? Hát xong rồi mất tích rồi. Có nghe qua thầy ơi. À ok, làm cho nó thiện xảo thêm nữa. Giống như hôm trước mấy cái bữa trước nhận xét ra là khi mà mình lớn lên rồi đó, mình cái mất đi cái điểm riêng. Thành ra đó là mình tìm cho mình những cái điểm riêng, mà mấy đứa nhỏ nó hay có cái đó lắm. Mỗi đứa nào nó cũng có cái điểm riêng á. Thì mình lớn mình hát á là nó sẽ đi theo, nó đúng nhịp này, nó đúng y như rang như người ta viết đó thôi. Cho nên cái điểm riêng của mình không có. Tìm mấy cái đó là nó là cái đặc biệt để mà mình thuyết trình, mình nói trong giao tiếp rồi đó. Mình học được cái chỗ đó, chứ không phải mình nghĩ hát nhạc này để hát nhạc không, để xài chỗ khác. Ok nha. Dạ ok. Ừ, chỉ có anh bạn Tân là còn dởm nhất nè bạn Tân ơi. Alo. Rồi, mai. Đầu thú. Rồi, giờ thầm lại ơi. Dạ dạ. Mười năm xưa đến bên bờ sâu, đường xanh hoa muối bay gì sao, có người lòng như khăn mới thiêu. Mười năm sao áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa là nhiều, có người lòng như nắng qua đều. Tông người, dòng sông xưa ấy đã phai, đã lên đến biển khơi. Có lần bàn chân qua phố thấy người, sông lao sao giờ tôi. Mười năm chân bước trên đường dài, gặp nhau không nói không nụ cười, chúng tình dường như hiu hắt bay. Mười năm khi phố khi vùng đồi, nhìn nhau ôi cũng như mọi người, có một dòng sông đã qua đời. Rồi giờ chỉ nha, mở rộng ra cái quãng lên nha. Bây giờ lấy cao lên xíu nè, bây giờ muốn hát thanh hay là muốn hát cái giọng trầm, giọng vang. Giờ muốn hát thanh hay muốn hát vang? Thanh đi thầy, thanh con cũng biết thanh đi. Ok. Rồi muốn hát thanh lên cao thêm xíu nữa. Điệu thì nó đã được hết rồi đó, bây giờ nó mình mới lên cao lên nè, mở cái giọng ra. Lên xíu cao hơn xíu cái hồi nãy của con ơi. Mười năm xưa đứng bên bờ dâu, đường xanh hoa muối bay gì dào, có người lòng như khăn mới theo. Cao lên 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 xíu ơi. Mười được rồi. Mười thử đi, cứ thử mười đi. Mười năm xưa đứng bên bờ dâu, good. Đường xanh hoa muối bay gì dào, bay gì dào,
có người lòng như khăn mới theo. Mười năm tiếp mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân bàn chân trong phố xa là nhiều. Có người lòng như nắng hoa đeo. Chỉ còn có mấy chỗ mà mấy cái khúc cuối còn thiếu hơi á, thành ra là con không có được ngân được giống như lúc mà con hát thấp, hơi bị thiếu. Tập lại mở ra con hát được tới cái quãng trên đó đó, tập lên trên cái quãng trên đó thì khi mà con nói con sẽ không bị hụt hơi. Còn với cái hiện tại của con đó, khi con thuyết trình nè, con rung nè, con nói chắc chắn bị hụt hơi luôn, hơi sẽ không có đủ. Mình lên xíu nữa, mình hát cao lên trên, đòi hỏi cái hơi nữa, mình phải đủ để mình tống nó mạnh nó lên trên, nó thành ra cái cột hơi mình nó vững lắm. Tập lên trên xíu nữa, thử hát cái giọng mà nó vang xíu ấy. Đối với nhạc Trịnh thì thường thường là hát giọng vang là nghe nó phơi lắm. Thử ơi, để cái hơi ở trong nó lồng ở trong cái cổ họng mình nhiều xíu rồi mình hả đưa nó ra thì cái giọng nó vang hơn. Giống như hát opera đó, có biết hát opera không? Có nhìn thấy người ta hát opera không? Có nhìn thấy nhưng chưa hát. Rồi để ý ha, mình sẽ giữ cái hơi mình ở trong cái cổ họng ấy, nó vang trên cái vòm họng rồi nó mới đi ra. Mười năm xưa đứng bên bờ dầu, đường xanh hoa muối bay rì rào. Có người lòng như khăn mới theo. Mười nó khác với mười. Mười khác không? Hai cái khác không? Cái đó nó đúng rồi, nó sẽ bị tốn hơi này. Chắc chắn nó sẽ bị tốn hơi luôn. Tại vì mình không phải cái giọng đó, mình giả qua cái giọng đó thì thành ra nó phải tốn hơi. Thì mình tập được tất cả các kiểu đó thì cái hơi mình nó vững lên nè. Thử này. Mười năm xưa đứng bên bờ dầu, 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 bờ, bờ. Mười năm xưa đứng bên bờ dầu, đường xanh hoa muối bay rì rào. Đường xanh hoa muối bay rì rào. Có người lòng như khăn mới theo. Hai, ba, có người lại rồi. Có người. Có người. Có, có người lòng như khăn mới theo. Mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân cho phố xa là nhiều. Có người lòng như nắng lòng hoa đều. Ừ, con tập lại cái chỗ có người đi. Cái chỗ có người của con nó chưa có phê. Tập con nó có một cái điểm riêng của con chỗ chữ có người đấy. Thì với bình thường thì mình hát nó ngang chàng cũng được, tại vì nó đúng, nó không có sai nhịp. Nhưng mà nó không có ra cái riêng. Để ý hồi nãy Bảo Ngọc hát không? Với cái chữ có người đó, cái phải tập đi tập lại đấy. Cái chỗ cái chữ có người đó nó rất là xịn, phải để ý. Nó rất là cao, cái chữ có nó rất là cao nhưng chữ người nó rất là thấp. Thành ra đó, nếu mà mình không có khéo léo là nó rớt cái bạc một cái là người ta sẽ không có thể nào người ta nghe được. Nghe nó kỳ lắm. Như thế làm sao để không có kỳ? Thì như vậy mình phải tạo ra một cái độ vên như thế nào của từ có để nó xuống cái từ người mà nó nghe nó mượt. Thì cái đó là cái riêng đó. Vậy thì phải tập cái chỗ có người đó. Hát lại ba câu đầu thôi. Mười năm xưa đứng bên bờ dầu, đường xanh hoa muối bay rì rào. Có người lòng như khăn mới theo. Vô mẹ. Mười năm xưa đứng bên bờ dầu, đường xanh hoa muối bay rì rào. Có người lòng như đúng thầy đường xanh hoa muối bay rì rào. Có người lòng như khăn mới cười nó cười luôn. Chưa được ha, tập cái câu đó lại, tập cái câu đó lại cho nó chất ha. Ok, tập đi, tập từ từ. Cho bạn khác đi. Ok, hết thời gian. Rồi như vậy thì cái bài này đó về nhịp là coi như ổn rồi nè. Chỉ còn cái tập cái cách hát nữa thôi là xem như là rất là ok.
Bây giờ sẽ tôi định là qua tập một cái bản về dòng sông nữa cho quý vị hát, nhưng mà tôi thấy hơi hám quý vị nó yếu quá. Thành ra tôi sẽ đi kiếm một cái bản mà nó đòi hỏi hơi nhiều lên một xíu. À, để tôi nhớ coi cái bản gì ta. Giọt mưa thu à. Mà cái bài mới vừa rồi nè bà hát mà bạn mà cảm thấy khó ha, là mấy cái bài nhạc tiền chiến là xem như bạn quéo luôn. Đặng Thiếp Phong. Cái này Bảo Ngọc có nhớ bài này chưa? Bảo Ngọc hình như nhớ lần trước tôi cũng có tập bài này rồi hay gì á. Ủa chưa hả? Ngoài hiên giọt mưa thu thanh thoát rơi, trời lắng u buồn mây hắc hiu ngừng trôi, nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu ai khóc ai than hờ. Nguyên đoạn đó đó, nguyên đoạn đầu á. Giờ Bảo Ngọc tập lại nha, tập hơi nha, giữ hơi cho nó nhiều lên xíu. Bài này nhiêu đó là chưa có cao đó con. Con nghe mà Ngọc Hạ nó hát là nó lên tới tới tầng mây xanh á trển, nó hát á trển á. Cao, bài này cao thiệt, cho nên gán tập nè. Hát được mấy cái bài này rồi mấy bản kia thôi chuyện đơn giản lắm. Giờ tập nè. Thằng ngu rồi. Rồi. Ngoài hiên giọt mưa thu thanh thoát rơi, trời lắng lâu buồn mây hắc hiu ngừng trôi, nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu ấy không ai than thở. Đó, cái đó là cái đoạn đầu đó, làm lại coi. Ngoài hiên giọt mưa thu thanh thoát rơi, trời lắng lâu buồn mây hắc hiu ngừng trôi, nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu ai không ai tha hờ. Đó, được chưa? Tập lại coi, nghe lại nha. 2, 3. Em không biết phát tâm như thế nào luôn á. Ngoài hiên giọt mưa thu thanh thoát rơi, chưa có lên, trời ơi chưa có lên. Từ từ lên một hồi hát không nổi ở dưới. Từ từ. Ngoài hiên giọt mưa thu thanh thoát rơi, trời lắng, đúng rồi, trời lắng. Không, sai, cao quá, thấp xuống. Ở dưới này nè, ở dưới này còn dữ lắm con ơi, chưa, đừng có vội vàng. Ở dưới này cao lắm, cho nên từ từ. Ngoài hiên giọt mưa thu thanh thoát rơi, trời lắng u buồn mây hắc hiu ngừng trôi, nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu ai không ai thằng ngờ. Vài con chim non chim kêu trên cành, chưa. sai rồi, cao lắm rồi. Để tôi kiếm lại cái người hát cái chuẩn của cái bài này. Lại thua Ngọc Hà đây. Cái đoạn nó rất cao, lên cao lắm, là cao hơn trên một cái quãng lần. Vài con chim non chim chiếc trên cành, nhớ nhung trời xanh,
gió ngừng đi, mưa buồn chi cho cười lòng còn yêu tới nay đêm nhau. Đây là thể loại nhạc tiền chiến. Cái tác giả của cái bài này ông viết có 3 bài, viết có 3 bài thôi mà 3 bài đều nổi tiếng hết. Con vậy mới gọi là cao đó con. Mấy này á giọng nào thanh cao như Bảo Ngọc thì nghe được, hát được, tập thì gắng tập hát được. Còn ví dụ như giọng như Tiến nè là phải chỉnh giọng lại. Chỉ cái này chắc là để thôi hết dịch đi vô chỉ cho cái cách để mình giả giọng. Giả giọng hát được nha. Mà dĩ nhiên đã không có đẹp như người ta giọng thật, nhưng mà mình tập được, mình giả giọng mình hát được. Ai con chim non chim chiếc kêu trên cành như nhu trời say, gió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng lầm lì. Vắng muôn
khi mà tập bắt đầu nó ổn ổn rồi đó, chuyển qua tập mấy cái bài này ha, quay trở về nhạc tiền chiến, tập nhạc tiền chiến thì mới rèn cái giọng được. Ai mà mới học nhạc là tập ha, thứ nhất nhạc trịnh, nhạc trịnh là cái dạng là phổ thông dùng để tập vậy đó, chưa có phải là xịn nào. Xong rồi chuyển sang tập gì, vụng cổ đang giữ hơi, xong rồi tập nhạc tiền chiến à. Rồi xong rồi đó, muốn hát gì hát, muốn đi hát gì đó hát à, là coi như là xịn rồi, cái hơi nó đã đủ hết rồi, cách luyến lái rồi vân vân à, cái quãng giọng nó rộng, thành ra là hát bản nào cũng được hết, không có sợ. Còn mình khi mà cái quãng giọng mình nó hẹp quá hát không được à. Bài này thì chưa, các bạn mới thì chưa, bài này để hết dịch ấy, vô tập trực tiếp thì tôi chỉ cho, tập á của Tiên nãy đó, rồi nó mở được liền, hát được liền, xong về nó trở về như cũ lại. Phải tập cho nó quen à. À, riêng Bảo Ngọc là về tập bản này đi à, buổi sau tôi chỉ thêm lại cho cái bản này à, các bạn khác thì chưa cần tập bản này à. À, Đặng Thế Phong à, có mấy bản à, mà nếu như mà các bạn nào muốn tập nhạc tiền chiến thì nên kiếm, nó có, ông có 3 bản chính nổi tiếng. Con thuyền không bến à, cái bài này với Đêm Thu cũng cao. Ví dụ con thuyền không bến, riêng đối với cái tác giả này viết nhạc rất khó hát, viết nhạc rất là tuyệt vời. Bài này hình như là đã có tập rồi nè, Bảo Ngọc biết bài này nè, đúng không? Ủa lạ nữa hả? Tôi nhớ lần đó tôi có tập cho Béo mà ta. Là dù có chứ. Đêm nay thu sang cùng heo mây, đêm nay sương lam mờ chân mây, tuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng, nhớ nhớ thương ai trùng tơ lòng. Đấy, cái bản đó đó lạ thì bỏ qua bên đi. Du sẽ tập hết 3 cái bản của Đặng Thế Phong ấy, là cái giọng Du sẽ ok rất là ổn. Thì sẽ đi kiếm một cái bản khác chỉnh cho nó đơn giản, thêm một bản nữa. Bảo Ngọc còn nhớ bản nào không ta? Tự dưng cái hết biết. Có ai ba muốn tập bản nào của Trịnh hay là cái bản nào mà cho nó mở cái giọng mình ra xíu không? Trịnh cũng có mấy bản cao, mấy bản cao mà cũng cần hơi nữa. Tôi kiếm chủ yếu mấy cái bản nào mà nó hơi dài xíu, đang tập cho các bạn cái hơi. Thì hơi các bạn yếu quá, hơi yếu thì nó yếu tùm lum hết à. Xin cho tôi hả? À, xin cho tôi cũng được. Xin cho tôi. Nào có đề nghị nào thì các bạn cứ gửi lên để tập cho. Thôi chị tôi luôn đi. Ừ, được, bài này cũng, bài này tập hơi cũng tốt nè, bài này tập hơi cũng tốt. Rồi tới 40, bữa coi tới 41 cũng hay nè. Rồi cái bài này tập hơi là hơi cũng nhiều nè, nên quý vị giữ hơi nha để hát bài này. Rồi, Bảo Ngọc bạn vô coi con, cái này quen nè. Xin cho mây che đủ phần người, xin cho tôi mồm sáng chơi vui, xin cho tôi đến từng nụ cười, cho tôi quên một năm bồ tươi, xin cho tôi sinh vạn lần rồi, một góc này chỉ biết lòng chơi, xin cho tôi yên phần này thôi. Làm lại 4 câu đầu đi. Buồn quá. Xin cho mây che đủ phần người. Xin cho mây che đủ phần người. Xin cho tôi một sáng trời vui. Xin cho tôi đến tận nụ cười. Cho tôi quên một năm mùa tươi. Tiếp. Xin
cho tôi xin vàng lăng rồi lại thầy. Một góc này chỉ Đức hơi Đức hơi thấy không, thiếu hơi thiếu hơi là hát bài này không bao giờ được ha. Thôi giờ nghe cho thưởng thức rồi kiếm chị Ly. Bà Ly vậy, bà Ly là bà hát mấy này là tới nốt và vô cùng xịn sò mà hát rất là thoải mái. Ủa không hiểu sao luôn. Vậy người ta mới xịn con hả? À, lúc trước là em hát bài này hoài luôn nè. À, lúc trước hát được rồi sao giờ cái đứt hơi giữa chừng vậy? Không, tại tại giờ nó đứt á, vậy hồi lặp lại thì nó xong nữa. Đúng rồi, nữ hoàng chân đất. Xin cho tôi đến thằng nụ cười, cho tôi quên một lần một tôi. Xin cho tôi xin vào lần rồi, mỗi một ngày chỉ biết dòng chơi, cho tôi yên phần này thôi. Xin cho tôi yên, yên ngủ một ngày. Xin cho đêm không có đàn mây, cho chim ướp nhạt đầy trời. Xin cho tôi đi ra tiếp của mây. Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời, đi bao giờ trời rất yên vui. Xin cho tôi xin lại cuộc đời, cho tôi đi xây lại chung tình, cho tôi đi nâng dậy hòa bình, cho tôi đi qua tận lòng đời. Lòng con ngày sẽ mãi đau thương trên hai mẹ nồng nàn, cho tôi nghe cơn ca rộn ràng, cho quê hương giấc ngủ gần hiền. Rồi từ đó tôi yêu em, rồi từ đó tôi yêu em. Xin cho tôi nguyện vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát cỏ cây. Xin cho tôi quên phần tù đầy, xin cho tôi là một hướng lòng để hát trong nỗi. Xin cho tôi xin chỉ một ngày. Ai dạ, em biết rồi. Lấy lại được chưa? Em biết. Lấy giọng lại được. Em biết tại sao bây giờ em thấy không được rồi. Sao vậy? Ai biết sao không? Sao? Phải lúc đầu em lên cao đó, em lên thêm một nốt. Ừ, em lên, mà lên em hơn hại à. Đúng rồi. Mà lúc trước thấp á, là em lại bị cái khúc đầu là tại vì nó thấp á. Ừ. Cho nó tập hoài tốt không được. Mà bây giờ hát được cái khúc đầu là tới được khúc là không tới nha. Vậy đó, vậy đó. Thầy thấy cái điệp, thầy thấy cái điệp khúc là em lên được không? Còn cái đoạn đầu á thì nó vậy không thôi, được. Vậy thôi. Cái này tại vì con không ngắt ra được á, cái giọng con phải chia làm ba quãng để con hát. Xin cho tôi một sáng trời vui, cho tôi yêu một ngày, xin cho đêm một năm mùa tươi, xin cho tôi xin vạn lần rồi một góc này chỉ biết sóng trời. Xin cho tôi yêu một phận này thôi, xin cho tôi yên một ngày. Xin cho em không có đàn mây, xin cho chim ướp nhạc về trời. Xin cho tôi là kiếp của mây, xin cho tôi là khỏi về tôi. Đi bao giờ trời trời vui, xin cho tôi xin lại cuộc đời. Rồi trên trời nè. Cho tôi đi xây lại chiến tình, cho tôi đi nâng dậy hòa bình, cho tôi đi qua tận gầm ghềnh, dòng máu trong tim anh.
cho tôi xin lại đèn hoàng, cho tôi nghe nhân che dầu tràn, cho quê hương giấc ngủ thật hiền, rồi từ đó tôi yêu em. Xin cho tôi nguyện nguyện hình hài, cho tôi nghe lời hát cổ hay, xin cho tôi quên phần cô đây, xin cho tôi là con rượu cay, xin cho tôi xin cả cuộc đời một hôn trẻ áo trong môi, xin cho tôi xin chỉ một ngày. Dạ. Vậy thì đó, ví dụ như cái bản này giọng tiếng vẫn hát được nha tiếng. Mà tiếng hát thấp xuống. Giờ Bảo Ngọc cái điểm yếu của nó là nó xuống thấp không được. Vậy đúng rồi. Cho nên thành ra là... cho nên thành ra đó là tập cho nó đó là phải đưa nó lên. Nếu như mà bản nhạc nào nó chỉ có hai quãng thôi á thì hát được, thì nó hát lên trên là cái tốt lúc nha. Bản này nó tới ba quãng lận hát không được. Ơi, nó khổ. Nó xuống cái tốt lốt luôn nhá. Mất tiếng luôn, xuống là mất tiếng. Xin cho tôi nguyên vẹn. Mất tiếng. À, cái bài này giọng tiếng hát được ấy, tiếng hát xuống thấp, siệt là thấp dưới là hát được luôn, nó phải tới ba quãng rồi. Giờ Tiến có muốn thử không? Thử ha. Xin cho mây che đủ phận người, xin cho tôi mon sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một năm mồ tươi, xin cho tôi sinh vạn lần rồi, một góc này chỉ biết rong chơi, xin cho tôi yên phần này thôi. Thấp đâu có cao đúng không, nhưng phải lên tới nha, lên tới trên xíu. Rồi xin cho mây che đủ phần người, 2 3 xin cho mây che đủ phần người, xin cho tôi một sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một năm mồ tươi. Cao. Xin cho tôi xin vạn lần rồi, một góc này biết rong chơi, xin cho tôi yên phần này thôi. Cái hai cái câu cuối nó thấp trở xuống giống như hai cái câu này nè, nó ngang với cái độ cao của nó sẽ ngang hai câu này, hai câu cuối nha, ngang độ cao hai câu này. Cho nên cái giọng của con hát được á. Vậy người sai chính tả. Rồi giờ tiếng làm lại nha. Xin cho mây che đủ phần người, xin cho tôi mon sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một năm mồ tươi, xin cho tôi xin vạn lần rồi, một góc này chỉ biết rong chơi, xin cho tôi yên phần này thôi. Chỉ có hai cái câu này này, hai câu 5 câu 6 này, ở câu 4 câu 5 này là cao thôi. Đó, giọng tiếng hát thấp xuống là hát được đó. Làm lại. Xin cho mây che đủ phần người, 2 3 xin cho mây che đủ phần người, xin cho tôi mong sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một năm mồ tươi, xin cho tôi sinh vạn lần rồi, một góc này chỉ biết rong chơi, xin cho tôi yên phần này thôi.
Tập nha, con hát được. Cái giọng con hát được cái này, con Bảo Ngọc thôi, nó không có nó không có rộng ra để nó hát được. Tội nghiệp. Gắn tập đi con, xuống thấp xíu giống như tiếng này nè là con hát được rồi. Giờ tới Tân ơi, Tân hát thử coi Tân ơi. Chị nó ít lại là chắc chắn là chị giọng trầm lại luôn. Tân ơi, no. Tân thử rồi. Tân thì cao lên xíu nha, nãy cái tiếng thì hơi thấp thấp lắm, thấp cực thấp luôn rồi đó. Con thì cao lên xíu. Xin cho mây che đủ phần người. Xin cho tôi một sáng trời vui. Xin cho tôi đến tận nụ cười. Cho tôi quên một năm mồ tươi. Đó, từ đó cao là tới cao hả? Vậy xuống thấp xíu ha. Dạ, cao. Rồi, em thấp xuống xíu. Xin cho mây che đủ phần người. Xin cho tôi mong sáng trời vui. 2, 3. Xin cho mây che đủ phần người. Cao, vẫn cao, vẫn xin ơi. Cho tôi vẫn cao. Vẫn cao lên không nổi đâu. Đó lên không nổi đâu. Thấp nữa. Ngay cái đầu vô. Xin cho mây che đủ phần người. Xin cho tôi mon sáng trời vui. Cao lên xíu. Xin cho tôi đến tận nụ cười. Cao lên đó. Cho tôi quên một năm mồ tươi. Xin cho tôi xin vạn lần rồi. Chưa được cái giờ hai câu cao này là con rớt hai câu cao rồi. Một nay chỉ biết lòng chơi. Xin cho tôi yên phần này thôi. Hồi nãy là thầy đã tập cho con là lên cái quãng cao tuốt chơi này đúng không? Giờ ta tập tới xuống dưới nha. Giờ ta xuống dưới nha, phải hát đủ ba quãng thì hát cái nhạc nó mới thoải mái. Giờ xuống thấp rồi. Thấp mà tới nào không nghe tiếng luôn rồi. Thấp nhất có thể của con rồi. Xin cho mây che đủ phần người. Xin cho tôi một sáng trời vui. Xin cho tôi đến tận nụ cười. Cho tôi quên một năm mồ tươi. Xin cho tôi xin vạn lần rồi. Một góc này chỉ biết rong chơi. Xin cho tôi yên phần này thôi. Được, con xin... cho con giọng cái giọng thấp này xuống này con hát được đấy. Rồi bây giờ bắt đầu tập cho thấp mà đừng có mất tiếng rồi. Làm lại rồi. Xin cho mây mày đủ phần người nè. Cái chữ người mất tiếng chữ người rồi. Cái âm này á nó là nó ngặt ở cái cần cổ con á. Cái âm mà tất cả mấy cái âm ươi này của ổng là cái âm chết. Cái âm chết cho nên thành ra đó người là nó xuống mà nó ngặt ngang cần cổ là không nghe tiếng luôn, cho nên thấp là mất tiếng. Phải để ý cái chữ người vui cười tươi. Mấy cái chữ này là mất tiếng hết, cho nên phải xuống thấp mà không được mất tiếng. Người. Xuống thấp nhất mà vẫn còn nghe tiếng, phải tập riêng cái chữ đó ra rồi mới ráp cho vô. Xin cho mây che đủ phần người. Đủ phần người. Xin cho tôi mong sáng trời vui. Xin cho tôi đến tận nụ cười. Cho tôi quên một năm mồ tươi. Xin cho tôi xin vạn lần rồi. Một góc này chỉ biết rong chơi. Xin cho tôi yên phần này thôi. Đấy. Xin cho tôi ngủ một ngày. Xin cho đêm không có đang bay.
xin cho chim gấp nhang về trời. Xin cho tôi là kiếp của mây. Còn lên hồi nãy đầu tiên cho nên tới đó con hát không nổi đấy. Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời để bảo trời đất yên vui. Xin cho tôi xin lại cuộc đời. Ổn định cái tông ha. Con ở trên nó thấp á, nhào xuống đây con ngay cao cái là chỗ này con gãy liền. Câu 5, câu 4, câu 5 là chết liền. Cho nên mình nhớ cái tông của mình nó thấp thì mình giữ luôn cái tông đó xuống dưới, mà mình lên một cái là xem như lên không nổi. Nếu như mấy cái bản khác á thì ok, nó có hai quãng à, nó dễ lắm. Thì bắt quá mình lên thêm cái nữa thôi. Nhưng không, cái này nó tới 3 lần. Cho nên mình lên cái nữa là mình chết rồi, lật ra mình chết liền á. Để ý nha, cái tông mình nó để ý nó tới 3 chập lần. Được chưa, được chưa? Ừ, để ý thêm, ok. Rồi tí tới ai tiếp đi. À, sợ hãi ha, bạn này sợ hãi ha. Sợ hãi cho nên gắn tập. Phải nghe ha, nghe cho nghe, nghe mày để mình nhớ cái nhịp. Mình tập hát này này, mình tập đấy. Mà mình tập giọng, mình tập hơi, mình tập kia đó. Mình tập riết rồi cái mình nghe nhạc đấy mà mình không còn nghe nhạc nữa. Tại vì mình nghe nhạc mình lo để cái hơi không à. Mình nghe nhạc nhưng mà không còn nghe nhạc nữa. Tí Khánh Toàn thử đi. Khánh Toàn giọng vút vút trên cao nè. Cho nên là đụng bài này coi coi sao. Dạ. Xin. Xin. Xin cho mây che đủ phận người. Thấp nghe. Xin cho tôi một sáng trời vui. Ừ, đúng. Xin cho tôi sẽ được hoàn nguyện. Xin cho tôi một sáng trời vui. Xin cho tôi đến tận nụ cười. Cho tôi quên một năm mồ tươi. Đã, còn lên tới đó mới đúng giọng con đó. Xin cho tôi xin vạn lần rồi. Một góc này chỉ biết rong chơi. Xin cho tôi yên phần này thôi. Tiếp. Xin cho tôi yên ngủ một ngày. Xin cho đêm không có đàn bay. Xin cho chim gấp nhạc về trời. Xin cho tôi là kiếp của mây. Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời để bao giờ trời đất yên vui. Xin cho tôi xin lại cuộc đời. Lên không lên, lên vẫn chưa tới à, câu câu ba câu bốn câu năm lên vẫn chưa tới. Xin cho tôi đây đây tập cái này xuống thấp thì phải lên được. Làm lại ơi, làm lại mấy câu đầu rồi con lên cao thêm tí nữa rồi. Dạ dạ dạ. Xin xin cho mây che đủ phần người. Xin cho tôi một sáng trời vui. Xin cho tôi đến tận nụ cười. Cho tôi quên một năm mồ tươi. Xin cho tôi xin phần lần rồi. Xin vậy này này để ý này. Con mà bỏ quãng ấy là con sẽ xỉu liền. Con phải cắt ra, tức là bây giờ cái giọng của con ví dụ như nó có thể từ cao xuống thấp được 10 cm chẳng hạn. Thì bây giờ con phải chia làm 3. Con phải chia cái giọng mình làm 3 phần để con hát. Từng tự nó lên, hiểu không? Chứ không thôi là con không chịu nổi. Ví dụ như này, ví dụ như con không chia nhỏ ra được nữa thì con chia hai câu đầu là cùng một tông, cùng một cái quãng như nhau. Xin cho mây che đủ phần người. Xin cho tôi mong sáng trời vui. Ngang là cùng một quãng. Xin cho tôi đến tận nụ cười là lên cao hơn xíu. Bắt đầu lên tới đây mới lên nữa nè. Cho tôi quên một năm mồ tươi là lên cao hơn nữa. Rồi bắt đầu lên. Này là tới cái quãng thứ ba của con.
xin cho tôi xin vẫn lưng rồi. Là cái này là cậu nhất xong mới tuột xuống. Một góc này chỉ biết rong chơi, xin cho tôi yên phần này thôi. Là trở về ngang với cái hai cái câu đầu hoặc là cái câu giữa này. Thì như vậy tùy mỗi người cái quãng giọng của mình nó rộng nó hẹp ra sao mà mình chia. Giờ mình phải rất tinh tế để mình để ý quãng giọng của mình chia nó không có bị nhầm. Để hồi con ca cái ở trên nó dưới giống hệt nhau rồi con lên không được. Hoặc là ở cái hai câu đầu con đang ở cái quãng dưới, xong tới cái câu này cái con lên tuốt trời, xong câu này rồi sao lên nữa, hết rồi. Ha. Dạ. Phải để ý cái đó. Ừ. Dạ. Ừ. Rồi tập nghe. Cái này phải tập từ từ. Thật ra thì mình không có phải ba quãng tròn của cái bộ trong nhạc đâu con. Cái quãng của mình là cái mà mình tự mình chia cái quãng giọng của mình ra. Ví dụ như ai mà người ta quãng nó rộng đó thì nó dễ hát. Tức là nếu mà đủ ba quãng luôn thì quá xịn thôi ha. Nhưng mà nếu không có được, hiểu không? Nếu không có được, ví dụ như tôi có hai quãng chẳng hạn, thì bây giờ trong hai đó tôi phải chia làm ba để tôi hát. Tân hiểu không? Mình lấy lại cái hệ số mới để mình chia cái quãng mình lại thì đó thì cô mới hát được, chứ không thôi là có khác không có được. Dĩ nhiên hỏi nó hay không thì nó không có hay, mình hát được thôi chứ nó không có hay. Chừng nào mà vô mở được ba quãng luôn thì đi vô hát nó mới hay được. Còn cái này là mình hát được thôi, tức là đưa bài này hát được, bài nào đưa ra hát cũng được hết. Tại vì mình tập, mình luyện, mình rèn. Mình không có phải bẩm xanh mình sinh ra đó là mình có ba cái quãng nó xịn sò hết, thấp nó tè hát được, chung được mà cao được. Đây mình phải tập thôi. Tập con. Tại vì sao? Tại con sợ đấy. Bảo Ngọc là nó sợ mấy cái bài dưới thấp, cho nên thành ra đâu bao giờ nó hát mấy bài thấp được. Bài thấp đã bỏ, nó đưa người ta hát. Nó hát mấy bài trên cao không à. Thành ra giờ đụng mấy bài dưới thấp thì nó đâu hát được. Nó có tập đâu mà được. Vậy thì mình muốn hát được đó, đủ ba cái đó thì mình phải tập vậy. Không á, thì mình phải tinh tế mình chia cái quãng giọng của mình ra làm ba để mình bắt, mà bắt nó không có bị chặt. Bắt chặt cái là hát không được liền, bắt chặt cái hát không được liền. Riêng với mấy bạn nhỏ đó thì tập cho đủ ba quãng luôn, đừng có đừng dùng kỹ thuật tách làm ba cái quãng giọng mình đó. Là lớn ví dụ mình tập khó quá rồi đó, thì mình chơi kiểu đó hát được tạm được. Còn mấy đứa nhỏ đó còn mở rất là dễ, mở đi, đừng có tách ra vậy. Nói ra vậy cái giọng mình không có mở được. Tập nha. Vậy thì sẽ có một cái bài tập nho nhỏ về cho các bạn, là các bạn hát chay cũng được hoặc là hát với beat cũng được. Các bạn sẽ có cái bài tập sau đây. Thứ nhất là hát cái bài đầu tiên nãy mình tập là bài gì? Có một dòng sông đã qua đời. Có một dòng sông đã qua đời. Đây, một cái bài này ghi âm. Cái bài số 2. Bài số 2 là cái bài này. Cái bài mà xin cho tôi. Ok, cảm ơn Tiến. Xin cho tôi. Hai bài này là tất cả chúng ta đều có cái file gửi qua thầy qua cái Facebook đi, gửi qua Facebook cũng được. Nếu mà file nó lớn quá thì up lên Google Drive rồi gửi cái link cho thầy. Hai bài luôn ha, ghi âm lại với biết cũng được hoặc hát không cũng được hai bài này. Riêng với Bảo Ngọc á thì Bảo Ngọc còn thêm một bài nữa là bài gì nãy quên tiêu rồi, Giọt Mưa Thu phải không? Đặng Thế Phong, Giọt Mưa Thu. Ok. Rồi đó, nếu mà quý vị nào khác mà muốn tập bài Giọt Mưa Thu thì cứ ghi gửi qua ha, cho tôi nghe là tôi xem coi cái chỗ nào chỉnh được không, để chỉnh chỉ lại cho cái chỗ đó để hát. Ok ha. Vậy là có hai bài buổi sau tôi sẽ nhận của các bạn nhé. Có một dòng sông đã qua đời và phải xin cho tôi. Về nhớ nếu ai không có mở được ba quãng ra thì cái giọng của mình tách làm ba hát là được liền. Rồi ok, bên này đến đây thôi, nghỉ. Bye bye các bạn. Bye bye. Cố gắng tập cho cái cục hơi mình nó cao. Để mà mình thuyết trình, mình nói nọ kia không mất tiếng, không mất hơi, không mất chữ. Bye bye các bạn. Xin chào.